đang mà sẽ tăng hỗ trợ cho chương trình hỗ trợ doanh nghiệp để củng cố cho sự tăng trưởng bền vững và việc làm tại Việt Nam. Đây là thông tin được ông John Newson, đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, cho biết tại hội thảo giới thiệu về chương trình diễn ra sáng nay ngày 27 tháng 6. Ông John Newson cho biết trong năm 2014-2015, Đan Mạch sẽ tiếp tục viện trợ cho Việt Nam 90 triệu đô la Mỹ vốn viện trợ phát triển chính thức ODA. Một trong những nguồn vốn này sẽ được dùng để tăng cường cho chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Ngoài việc chúng tôi đang có 150 đối tác hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi còn có hai quỹ từ nguồn vốn ODA để hỗ trợ cho chương trình hợp tác doanh nghiệp nhằm hỗ trợ các dự án mà doanh nghiệp hai bên có thể cùng thực hiện. Các lĩnh vực được ưu tiên vẫn là năng lượng tái tạo, nước và vệ sinh môi trường, công nghệ xanh, an toàn thực phẩm, giáo dục, văn hóa, sức khỏe. Theo Đại sứ quán Đan Mạch, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp được Đan Mạch triển khai tại Việt Nam từ năm 1997 đến nay. Đến nay, chương trình đã viện trợ 74 triệu đô la Mỹ cho 300 dự án với hơn 150 đối tác dài hạn tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp trong số đó vẫn đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Sau khi kết thúc hỗ trợ tài chính của Đan Mạch, tính từ năm 1993 đến nay, Đan Mạch đã viện trợ cho Việt Nam 1,3 tỷ đô la Mỹ vốn ODA. Hiện Đan Mạch là nhà tài trợ không hoàn lại lớn nhất trong số các nước thành viên châu Âu tại Việt Nam, với tổng vốn viện trợ chiếm 25% số vốn không hoàn lại của các nước EU.